không gia đình. Phần cuối. Một buổi chiều nọ, chúng tôi tổ chức cuộc họp tấu kiểu ấy, hướng về cái cổng chân sông trước mặt, chứ không chú ý đến bức tường sau lưng. Tôi vừa gào xong đoạn đầu bài dâng ca thành Náp Lơ, sắp bắt đầu sang đoạn thứ hai thì bỗng nghe có tiếng reo đằng sau lưng. Rồi có người hát tiếp đoạn thứ hai, hát khe khẽ, giọng nghe rất lạ. Tôi đành làm chàng trai bán nước, để lân la, mây lọt mắt nàng. Tiếng ai hát thế nhỉ? Ác tơ chăng? Mắt chị A hỏi. Nhưng không, không phải ác tơ, tôi nhận ra không phải giọng nó. Nhưng con Kabi thì cứ khịt hơi và nhảy chồm chồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Không dằn được nữa, tôi hét, ai hát đó? Có tiếng đáp, Jamie. Người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Hai chúng tôi đứng ngẩn, nhìn nhau. Trong lúc chúng tôi ngây dại nhìn nhau như thế, thì đằng sau Marcia, ở phía cuối tường, bên trên một hàng rào thấp, một chiếc khăn tay trắng phất phất trước gió. Chúng tôi lao lại phía ấy. Đến hàng rào, chúng tôi mới trông thấy cái người đã đưa khăn tay lên vẫy. Đó là Lizer. Rốt cuộc, chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em, bà Millie, Gơn và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Marcia và tôi đồng thanh hỏi em sau khi bớt xúc động đã nói được nên lời. Em, Lizer đáp. Thế là Lizer hát và Lizer nói. Tôi đã nghe nói hàng nghìn lần rằng một ngày kia Lizer sẽ nói được, rất có thể do kích thích của một cảm xúc mạnh. Nhưng tôi không tin. Thế mà việc ấy nay đã thành sự thật. Em đã nói được. Điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em, trong khi đã tưởng tôi đi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ đến đó thì chính tôi cũng cảm động mạnh, đến nỗi phải biếu vào một cành cây nơi hàng rào. Nhưng lúc này không phải là lúc buông xuôi theo tình cảm. Tôi hỏi, bà Milligan đâu? Arthur đâu? Lizer mấp máy môi trả lời, nhưng không thành tiếng. Bực mình, em bèn dùng tay ra hiệu để tôi hiểu nhanh hơn, vì lưỡi em và trí óc chưa quen sử dụng ngôn ngữ. Tôi dùng mắt theo dõi lối diễn đạt ấy, còn Mark, Chi, A thì chưa nghe hiểu được. Bây giờ, qua khúc ngoặt của một con đường trồng cây, một cái xe nhỏ đang đi tới. Chiếc xe dài do một người giúp việc đẩy Arthur nằm dài trong xe, sau đó là mẹ nó và tôi chồm tới để nhìn cho rõ và ông Di, em Milligan. Tức khắc, tôi ngồi thụp xuống sau hàng rào và hấp tấp dục Mark Chi A ngồi xuống, chứ không kịp nhớ ra rằng ông Di em không biết mặt Mark Chi A. Qua phút hoảng sợ ban đầu, tôi nghĩ ra rằng Lizer chắc phải kinh ngạc lắm về cái việc chúng tôi vụt biến đi. Tôi kiễng chân lên một tí, bảo nhỏ em. Đừng để cho ông dì em Billy gần trông thấy anh. Nếu thấy, ông sẽ xua anh về nước anh mất. Em hoảng sợ, đưa tay lên trời. Tôi nói tiếp. Đừng làm gì, đừng nói gì về hai anh. Sáng mai, 9 giờ hai anh sẽ trở lại nơi này. Em cố sắp xếp để ra một mình thôi. Bây giờ thì em đi đi. Lizer do dự. Em đi đi, anh van em. Nếu không thì nguy cho anh đấy. Chúng tôi nói xong thì lẫn vào sau tường và cứ men tường mà chạy đến vườn nho để nấp kín trong ấy. Ở đấy chúng tôi reo cười sung sướng một lát rồi bàn bạc với nhau thỏa thuận về những việc cần làm. Marcia nói. Cậu biết không, tớ không muốn chờ đến mai mới gặp bà Milligan. Từ nay đến lúc ấy, có thể ông GM Billy Gunn sẽ giết ác tờ mất. Tớ sẽ đến gặp bà Milly Gunn ngay và nói cho bà ấy biết tất cả cái gì chúng mình biết. Ông GM chưa trông thấy tớ bao giờ, cho nên ta không ngại ông ấy nghĩ đến cậu và gia đình Derrick Gunn. Rồi thì bà Milly Gunn sẽ định đoạt những gì chúng ta cần làm sau đó. Rõ ràng là ý kiến của Marcia có phần hợp lý. Vì vậy tôi để cho nó đi, hẹn sẽ gặp nhau trong lùm dẻ ở gần đó. Ở đấy, giả sử ông GM Billy gần có đến, thì tôi có chỗ trốn dễ dàng. Tôi nằm trên thảm cỏ rêu đợi Marcia về, đợi lâu lắm. Tôi tự hỏi hàng chục lần mình có làm không, cho đến khi Marcia trở về, có cả bà Billy gần đi theo. Tôi chạy ra đón bà và nắm tay bà đưa mà hôn. Nhưng bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm. Lần này là lần thứ hai bà hôn tôi, lần trước hình như bà không ôm tôi vào lòng như thế. Bà kêu, tội nghiệp thằng bé yêu quý. Bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo, mềm mại, vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu. Bà nói thầm, phải rồi. Tôi chắc là bà giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ,
nhưng trong lúc xúc động, không tài nào tôi đoán ra. Tôi cảm thấy đôi mắt bà mơn trớn vuốt ve tôi. Tôi sung sướng quá, không nghĩ đến gì xa hơn cái hạnh phúc hiện tại đó. Mắt không rời tôi, bà nói: "Cháu ạ, bạn cháu có thuật với tôi nhiều điều hết sức quan trọng. Bây giờ đến lượt cháu hãy vui lòng kể lại cho tôi nghe tất cả những gì dính dáng đến việc cháu ở với gia đình De Richcon và việc ông GM Milly gần tới thăm hỏi ở đấy." Tôi thuật những việc bà hỏi. Bà chỉ ngắt lời khi cần hỏi cho rõ thêm một vài chi tiết quan trọng. Chưa bao giờ người ta chăm chú nghe tôi đến thế. Đôi mắt bà không lúc nào rời mắt tôi. Khi tôi kể xong, bà nín lặng một lúc lâu, nhưng vẫn nhìn tôi. Cuối cùng bà nói: "Những việc này hết sức quan trọng đối với cháu, với tất cả chúng ta, cho nên chúng ta phải hành động thận trọng và chỉ hành động sau khi hỏi ý kiến những người thông thạo có thể hướng dẫn chúng ta. Nhưng trong khi chờ cho đến lúc ấy, thì cháu hãy tự coi như là bầu bạn, là bạn thân." Bà ngập ngừng một chút, như là anh em của Arthur. "Cháu và chú bạn nhỏ của cháu ngay từ hôm nay phải rời bỏ nếp sống khốn khổ của các cháu đi. 2 giờ nữa, các cháu sẽ tới Terite, hỏi khách sạn Amber. Ở đấy sẽ có người tin cậy của tôi thuê buồng trọ cho 2 cháu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Bây giờ tôi cần phải về đã." Bà hôn tôi lần nữa, đưa tay cho Marcia bắt, rồi vội vàng quay đi. Tôi hỏi Marcia: "Mày đã kể gì với bà Milligan thế?" "Tất cả những điều bà vừa nói với mày và còn nhiều điều khác nữa." "Ôi chao, cái bà mới tốt người, tốt bụng làm sao. Thế còn Arthur, mày có trông thấy nó không?" "Xa xa thôi, nhưng cũng đủ để nhận thấy. Nó có vẻ là một chú bé ngoan." Tôi hỏi thêm Marcia, nhưng nó tránh trớ không trả lời, hoặc trả lời chệt đi. Rồi thì chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau cho đến giờ đi khách sạn Amber, theo lời dặn của bà Milligan. Một người giúp việc vận áo đen, thắt cà vạt trắng ra đón tiếp chúng tôi, mặc dù chúng tôi mang những bộ quần áo tồi tàn của những nhạc sĩ đầu đường xó chợ. Cái buồng của chúng tôi mới đẹp làm sao. Buồng kê 2 chiếc giường trắng. Mở các cửa sổ thì nhìn thấy một cái hiên vô trên mặt hồ, từ đấy đứng trông ra cảnh đẹp như kỳ quan. Khi chúng tôi thôi ngắm cảnh, trở về buồng thì người giúp việc còn đứng im ở đấy đợi chúng tôi sai bảo. Anh hỏi chúng tôi muốn dùng bữa tối thế nào để anh bảo dọn ra hiên. Marcia hỏi: "Anh có bánh mứt chứ?" "Bánh mứt đại hoàng, bánh mứt dâu, bánh mứt hồ quân." "Thế thì anh dọn cho chúng tôi." "Cả 3 chứ?" "Hẳn rồi." "Còn món khai vị?" "Món vịt quay." "Rau củ?" "Các cậu dùng gì?" Cứ người ta nhắc đến món gì, Marcia lại mở tròn đôi mắt, nhưng nó chẳng hề bối rối. Nó phán: "Gì cũng được, tùy anh." Người hầu phòng trịnh trọng lui ra, Marcia nói: "Tớ nghĩ rằng ở đây chúng mình sẽ ăn uống khá hơn ở nhà De Richcon." Hôm sau, bà Milligan đến thăm chúng tôi. Cùng đi với bà có bác thợ may và một chị coi việc khăn áo. Họ đo người chúng tôi để may áo quần. Bà Milligan bảo em Lizer đang tiếp tục tập nói và thầy thuốc đã xác nhận em lành bệnh. Bà ở chơi với chúng tôi 1 tiếng đồng hồ. Sau đó hôn tôi âu yếm, bắt tay Marcia rồi ra về. Bà đến như thế 4 hôm liền, mỗi lần đến càng yêu thương, càng trìu mến tôi hơn. Tuy thế hình như vẫn có gì vương vướng, có vẻ như bà không muốn buông xuôi theo tình cảm, bộc lộ tình cảm, cảm. Ngày thứ 5, bà không đến mà cho chị hầu phòng đến. Chị hầu phòng ngày trước tôi đã gặp trên thuyền Thiên Nga. Chị nói: "Bà Milligan đang đợi chúng tôi ở nhà, và ở cổng khách sạn đã có xe chờ đón chúng tôi đi." Một chiếc xe không mui, sang trọng, Marcia lên xe không chút ngạc nhiên, cứ đàng hoàng y như từ thuở bé, nó vẫn lên xe xuống ngựa. Gabby cũng thế, nó leo lên ngồi trên một chiếc gối lót, không chút ngượng ngùng. Đường đi ngắn, tôi thấy hình như rất ngắn, vì tôi đang đi trong xứ mộng, đầu óc tràn đầy những ý nghĩ viễn vông. Người ta đưa chúng tôi vào một phòng khách, ở đấy có bà Milligan, có Arthur đang nằm trên trường kỷ và ly dơ. Arthur giang 2 tay ra đón tôi. Tôi chạy đến ôm hôn nó, rồi hôn ly dơ. Nhưng bà Milligan thì lại hôn tôi. Bà nói: "Mãi nay mới đến lúc anh trở về vị trí của anh." Tôi nhìn bà để hỏi xem ý nghĩa câu ấy thì bà đã lại mở một cánh cửa. Má bác bơ ranh bước vào, tay ôm những quần áo trẻ con, một áo choàng bằng các sơ mi a trắng, một mũ ren, một đôi bích tất dệt.
Má vừa đặt những thứ ấy lên bàn thì tôi đã ôm chầm lấy má. Trong khi ấy, bà Milly gân truyền lệnh gì cho người giúp việc. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy có nói đến tên ông GM Billy Gunn. Tôi xanh mặt. Bà nhẹ nhàng bảo tôi: anh không việc gì phải sợ, trái lại. Anh đến bên tôi đây và đặt tay anh vào tay tôi. Cửa phòng khách mở, ông GM Billy Gunn hiện ra với nụ cười bày hàm răng nhọn hoắt. Chợt thấy tôi, nụ cười tức khắc biến thành một cái nhăn mặt dễ sợ. Bà Milly Gunn không để cho ông ta lên tiếng. Bà nói chậm rãi, giọng run run: tôi cho mời chú để giới thiệu với chú thằng con trưởng của tôi, mà mãi đến đây tôi mới may mắn tìm lại được. Bà siết chặt tay tôi. Nó đây. Nhưng chú đã biết nó rồi, bởi vì chú đã đến thăm nó ở nhà tên đánh cắp nó để tìm hiểu sức khỏe của nó. Thế nghĩa là thế nào? Ông dì em nói, mặt mày biến sắc. Cái tên đó ngày nay đã vào tù vì tội ăn trộm trong một nhà thờ, đã thú nhận hết đầu đuôi. Đây là một cái thư làm bằng chứng. Nó nói nó đã đánh cắp thằng bé thế nào, vứt bỏ thằng bé ở Paris, phố Bơ Rơ Tơi thế nào, và sau cùng nó đã cẩn thận các chữ tên in lên quần áo đứa bé thế nào, để người ta không phát hiện được. Đây nữa, đây là những tả lót quần áo người đàn bà quý hóa kia đã giữ lại, người đàn bà hào hiệp đã nuôi nấng con tôi. Đây, mời chú đọc thư. Mời chú xem quần áo. Ông GM Milly gân đứng trơ như phỏng một lúc, chắc ông tự hỏi có nên bóp cổ tuốt hết bọn chúng tôi hay không. Rồi ông đi lại phía cửa. Nhưng trước khi bước ra, ông quay lại nói: để rồi xem tòa án sẽ kết luận như thế nào về cái giả thiết con cái này. Bà Milly gân, bây giờ thì tôi có thể gọi là mẹ tôi, bình tĩnh đáp: ông cứ việc kháng cáo chúng tôi trước tòa án. Về phần tôi thì tôi không lôi cái người đã là em của chồng tôi ra chỗ ấy đâu. Chú tôi bước ra, cửa đóng lại. Bây giờ mẹ tôi đưa hai tay, tôi xà vào lòng mẹ, và lần đầu tiên tôi được hôn mẹ tôi cùng lúc với mẹ tôi hôn tôi. Khi chúng tôi đã bớt xúc động, Marcia bèn bảo tôi: cậu hãy nói với mẹ cậu là mình đã giữ kín điều bí mật của bà. Thế cậu đã biết hết à? Khi Marcia kể cho mẹ nghe xong thì mẹ bảo chú ấy giữ kín. Mẹ tin rằng cái thằng Jamie bé bỏng tội nghiệp ấy là con của mẹ, nhưng cần phải có những bằng chứng đích xác, loại trừ hết mọi nhầm lẫn mới được. Nếu ôm con vào lòng, nhận con là con đẻ của mẹ, rồi sau đấy lại bảo với con là không phải, chúng ta nhầm lẫn thôi, thì còn gì đau khổ cho con bằng. Những bằng chứng ấy chúng ta có đây, và từ nay thì chúng ta sum họp mãi mãi. Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh mẹ con, em con. Bà lại chỉ Ly Dơ và Marcia và những người đã thương yêu con trong cảnh cơ hàng. Năm tháng trôi qua nhiều nhưng ngắn, bởi vì chỉ có những ngày êm đẹp. Đứa bé không gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống lênh đênh chìm nổi, không có đèn pha chỉ đường giữa biển đời bát ngát, không bờ bến cắm neo. Đứa bé ấy ngày nay có một người mẹ, một chú em yêu mến nó và được nó mến yêu. Đứa bé khốn khổ đã nhiều đêm ngủ trong vựa cỏ hay bên cạnh chuồng bò, hoặc ở giữa trời tại một xó rừng nào đó. Đứa bé ấy ngày nay được về ở ngôi nhà của ông cha. Ở đây tôi đã cúi đầu trên một cái bàn rộng bằng gỗ sồi lên nước đen nhánh và cặm cụi viết. Nhưng không phải tôi cần cù tra, cứu gia phả hay giấy tờ lưu khế. Tôi chỉ ngồi ghi chép lại những kỷ niệm của tôi. Chúng tôi sắp làm lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng, một đứa con trai tên là Marcia. Dịp lễ này sẽ tập hợp tất cả những bạn bè trong đoạn đời cùng quẫn của tôi. Tôi muốn trao tặng mỗi người một tập hồi ký, ghi chép những sự việc trong ấy họ có đóng một vai trò, để tỏ lòng biết ơn của tôi về sự giúp đỡ của họ, hoặc về tình thương yêu của họ đối với đứa bé lưu lạc đáng thương lúc bấy giờ. Viết xong mỗi chương, tôi gửi ngay đến cho thợ in bản đá, và chính ngày hôm nay tôi chờ người ta đưa những bản sách rập tự tích của tôi để tặng mỗi người khách dự lễ một bản. Cuộc hội họp hôm nay là một sự bất ngờ cho họ và cả cho vợ tôi. Vợ tôi không mong mà sẽ được gặp bố, chị, anh và cô nữa. Chỉ có mẹ tôi và em tôi là có biết. Nếu không xảy ra việc gì trắc trở thì tối nay tất cả đều ở trong nhà tôi, và tôi sẽ vui sướng được thấy họ quây quần quanh bàn ăn gia đình. Duy có một người thiếu mặt trong ngày hội vui mừng hôm nay, bởi vì tiền của không làm người chết sống lại. Cụ chủ thân yêu của cháu ơi, giá được phụng dưỡng tuổi già của cụ thì cháu sung sướng biết ngần nào. Nếu thế, hẳn cụ đã bỏ cái ống tiêu,
tấm da cừu và chiếc áo nhung của cụ ra, cụ đã không lặp đi lặp lại cái câu "Nào ta tiến lên, các con". Được trọng vọng trong tuổi già, hẳn cụ có thể ngẩng cao cái đầu bạc rất đẹp và lấy lại tên tuổi của cụ ngày xưa. Ông già Vita Livo gia cư sẽ trở lại làm nhà danh ca các lô bàn già đi. Không làm được gì đối với cụ, vì cái chết tàn nhẫn đã cướp cụ đi, thì cháu cũng có cố vớt vát ít nhiều đối với vong linh cụ. Thể theo yêu cầu của cháu, mẹ cháu đã xây cho cụ một ngôi mộ trong nghĩa địa Montbac nát sơ ở Paris, và cháu đã cho khắc tên các lô bàn già đi lên bia mộ. Và dựa theo những chân dung lưu hành thổ cụ từng lần lẫy tiếng tăm, cháu đã cho tạc một bức tượng bán thân bằng đồng đen để nhắc lại sự nghiệp vinh quang của cụ cho những người đã hoan hô cụ. Người ta đã rạp cho cháu một mẫu tượng ấy. Nó đang ở trước mặt cháu kia. Ngồi đây chép lại những thử thách trong tuổi thơ, khi sự việc tái hiện theo dòng năm tháng, thì đã bao lần mắt cháu tìm hỏi mắt cụ. Cháu không quên cụ, cháu không đời nào quên cụ, xin cụ tin thế. Trong đời sống hiểm nghèo của một thằng bé lưu lạc, sở dĩ cháu không vấp ngã là nhờ có cụ, nhờ những bài học của cụ. Cụ chủ ạ, cho nên trong mỗi lễ lạc ở nhà cháu, chỗ ngồi của cụ bao giờ cũng được kính cẩn dành lại. Nhưng mẹ tôi đang đi tới trong hành lang kia. Tuổi tác không làm phai nhan sắc của mẹ, ngày nay tôi trông mẹ không khác ngày tôi gặp lần đầu tiên trên thuyền Thiên Nga, với cái dáng điệu cao quý, đầy vẻ dịu dàng phúc hậu. Duy cái màn u hoài xưa kia luôn luôn phản phất trên mặt mẹ, thì bây giờ đã tan biến đâu mất rồi. Mẹ tôi tựa trên cánh tay ác tơ. Bây giờ thì không phải là bà mẹ nâng đỡ đứa con gầy còm, cặp khiển nữa, mà là đứa con ân cần, trìu mến đưa tay cho mẹ tựa. Đứa con ấy ngày nay đã trở thành một thanh niên đẹp, khỏe, thành thạo mọi môn thể thao, cưỡi ngựa cừ, chèo thuyền hay, săn bắn giỏi. Thế là trái với lời tiên đoán của ông Jay Milligan, chuyện màu nhiệm đã diễn ra, Arthur không chết và sẽ không chết. Sau mẹ tôi và Arthur ít bước là một bà già ăn mặc theo lối nữ nông dân Pháp. Bà ẵm một đứa bé nhỏ tí, bọc trong chiếc áo choàng trắng. Bà nông dân già đó là má bác Bơ Ranh và chú bé tí hon là con tôi, thằng bé Mark Chia. À, khi đã gặp mẹ tôi định mời má ở lại với chúng tôi, nhưng má không chịu. Má bảo, không, bé Remy à. Lúc này, chỗ của má không phải ở đây. Con sắp phải lo học hành để trở thành người hiểu biết. Má ở bên cạnh con có ích lợi gì? Để má trở về Sa Va Nông. Rồi con sẽ trưởng thành, sẽ có vợ và có con. Lúc bấy giờ, nếu con muốn và nếu má còn sống, má sẽ trở lại với con để chăm nom các con. Má sẽ không là vú sữa của chúng, như má đã là vú sữa của con. Vì lúc ấy má già rồi, nhưng già thì già vẫn chăm sóc trẻ tốt. Già thì có kinh nghiệm, già thì ít ngủ. Vả lại má sẽ thương cháu bé và cái này, thì con phải yên trí, là má thì má không để cho người ta đánh cắp nó, như chúng đã bắt con vậy đâu. Trước khi thằng bé ra đời, tôi đã đi đón má tận Sa Va Nông. Má đã bỏ cả, bỏ làng nước, bỏ thói quen, bỏ bạn bè, bỏ con bò sữa, con của con bò chúng tôi biếu, để sang anh với chúng tôi. Thằng bé Mark Chia của chúng tôi bú sữa mẹ, nhưng được má bác Bơ Ranh săn sóc, bế bồng, dỗ dành, cưng nựng. Má bảo, má chưa thấy đứa trẻ nào xinh như thế. Arthur cầm theo một tờ báo. Nó để tờ báo xuống bàn làm việc của tôi, hỏi tôi đã đọc chưa. Tôi trả lời chưa đọc. Nó đưa một tay chỉ vào một tin thành viên mà tôi dịch ra như sau. Một ngày gần đây, nghệ sĩ Mark Chia sẽ sang thăm đô thành London. Mặc dù toàn bộ những buổi biểu diễn của nghệ sĩ đã được nhiệt liệt hoan nghênh ở đây, nghệ sĩ cũng sẽ từ giã chúng ta để đi sang nước Anh vì đã có lời hẹn trước. Chúng tôi đã nói về những buổi biểu diễn của nghệ sĩ. Những buổi biểu diễn ấy đã gây được cảm xúc nồng nhiệt nhất do sức mãnh liệt và tính độc đáo của nghệ sĩ cũng như do tài nghệ của tác giả. Nói tóm lại, chỉ có thể nói rằng Mark Chia là Chopin của vĩ cầm. Không có bài báo ấy, tôi cũng biết rằng chú bé đàn rong, người bạn đồng hành và người học trò của tôi ngày ấy đã trở thành một nghệ sĩ lớn. Tôi đã chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của Mark Chia khi ba anh em chúng tôi, Mark Chia, Arthur và tôi cùng học chung một gia sư, thì Mark Chia chậm tiến về môn tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Ngược lại, với những thầy nhạc thì nó tiến nhanh đến nỗi rất dễ biết là lời tiên đoán của ông Espinasso, người thợ cạo, kim nhạc sĩ thị trấn Mander sẽ nghiệm.
Tuy biết vậy, cái tin viết từ thành viên cũng làm cho tôi vui mừng hãnh diện, như chính mình cũng được hoan nghênh. Chứ không sao, Marcia không phải là một hiện thân khác của tôi, không phải là bạn nghề nghiệp, là bạn chí thân, là em ruột của tôi hay sao? Những vinh quang của nó cũng tức là của tôi, cũng như hạnh phúc của tôi là của nó. Lúc này, người giúp việc mang vào cho tôi một bức điện. Có thể đây là chuyến vượt biển ngắn nhất, nhưng cũng không phải chuyến dễ chịu nhất. Vả lại, đã có chuyến vượt biển nào gọi là dễ chịu với mình chưa chứ? Dù sao, mình cũng mệt quá, đến nỗi chỉ khi tới rít hơn mới đủ sức báo tin trước cho cậu biết. Qua Paris, mình kéo luôn cờ Christina cùng đi. Anh em mình sẽ đến Seaford vào lúc 4 giờ 10 phút. Cho đánh xe ra chờ trước nhé. Marcia, đọc đến tên cờ Christina, tôi nhìn Arthur, nhưng nó lờ đi. Cho đến khi đọc hết bức điện, nó mới ngẩng lên bảo: Em muốn đi Seaford. Em bảo thắng xe đây. Ý kiến tuyệt diệu. Như thế lúc về chú sẽ ngồi đối diện với cờ Christina. Nó không đáp, vội vã ra đi. Tôi quay lại mẹ tôi. Mẹ thấy không, Arthur không giấu giếm sự săn đón của nó. Điều này có ý nghĩa. Có ý nghĩa lắm. Tôi cảm thấy giọng mẹ tôi khi nói mấy tiếng ấy có chút gì không được vui lòng. Tôi bèn đứng lên, lại ngồi cạnh mẹ tôi, cầm bàn tay mẹ tôi lên hôn và nói bằng tiếng Pháp, thứ tiếng tôi thường dùng khi muốn nói chuyện thân tình với mẹ tôi, như là một đứa con nhỏ của mẹ. Mẹ thân mến của con, mẹ ơi, mẹ không nên buồn phiền vì Arthur yêu cờ Christina. Đúng là như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không được coi là tốt đẹp, bởi vì theo mọi người thì một cuộc hôn nhân tốt đẹp phải vừa có thế, vừa có tiền. Nhưng đấy, mẹ thử xem, việc của con không chứng tỏ rằng người ta có thể hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạnh phúc không còn mức nào cao hơn nữa, mà không cần người vợ mình phải có thế có tiền đó. Thế mẹ không muốn cho em Arthur cũng hạnh phúc như con hay sao? Mẹ đã rất nuông chiều con, bởi vì mẹ không nỡ lòng từ chối nguyện vọng của một đứa con. Vì nó, mẹ đã phải khóc suốt 13 năm trường. Vậy sao mẹ lại không thể dành tấm lòng ấy cho đứa con trai kia? Chẳng hóa ra mẹ rộng lượng với đứa con này hơn là với đứa con kia hay sao? Mẹ tôi đặt bàn tay lên trán tôi và hôn tôi. Ôi, đứa con hiếu của mẹ, ông anh hiền thảo của thằng em, con mới chí tình chí nghĩa làm sao? Bởi vì trước kia con đã để dành được nhiều tình cảm. Nhưng mẹ ơi, đâu phải là về con, đây là việc của Arthur. Mẹ thử nghĩ xem liệu em con còn tìm đâu một người vợ dễ thương hơn cờ Christina. Con thì con chỉ nhìn thấy ở cờ Christina, cô bé em của Marcia bạn con. Đúng thế mẹ ạ. Và con xin chân thành thú nhận rằng, từ đáy lòng, con rất mong muốn một quan hệ hôn nhân có thể đưa Marcia vào gia đình ta. Arthur có tâm sự với anh về tình cảm và nguyện vọng của nó không? Thưa có, mẹ yêu quý của con ạ. Tôi vừa nói vừa mỉm cười. Nó trình bày với con như với người anh cả. Và người anh cả có hứa ủng hộ nó. Nhưng mẹ tôi ngắt lời tôi. Vợ anh đến đấy. Chúng ta sẽ nói chuyện Arthur sau. Vợ tôi, các bạn đã đoán ra, tôi không cần phải nói nữa chứ. Vợ tôi là Ly Dơ, em Ly Dơ bé bỏng, tế nhị, nhẹ nhàng, bay bổng. Ly Dơ không cam nữa. Nhưng em lại may mắn giữ được sự tế nhị, sự nhẹ nhàng. Nó làm cho nhan sắc của em có cái gì như là nhan sắc của một nàng tiên. Ly Dơ không rời bỏ mẹ tôi từ độ ấy. Mẹ tôi đã chăm nom cho em, cho em ăn học và em đã trở thành một thiếu nữ. Dưới con mắt tôi thì Ly Dơ có đủ tất cả tài năng đức hạnh, bởi lẽ tôi yêu em. Tôi xin mẹ tôi cho tôi cưới em làm vợ. Ly Dơ vừa bước vào phòng, vừa kêu: Ấy ấy, có việc gì vậy? Người ta trốn tôi nói chuyện riêng với nhau đấy nha. Arthur vừa đi Seaford, chiếc xe lớn thì đi Paris. Thưa mẹ, thưa anh, có chuyện gì mà bí mật thế? Mẹ tôi và tôi cười, nhưng không trả lời. Tức thì, Ly Dơ quàng tay qua cổ mẹ tôi, âu yếm hôn và nói: Mẹ yêu quý, có mẹ tham dự trong âm mưu này thì con không lo ngại gì cả. Con yên trí rằng mẹ làm điều gì cũng vì hạnh phúc của chúng con, bây giờ cũng như bao giờ. Nhưng như thế, con lại càng tò mò thêm. Thời gian trôi qua và chiếc xe đi Paris đón gia đình Ly Dơ có thể cũng sắp trở về. Thế là muốn đùa một chút với cái tò mò của Ly Dơ, tôi lấy cái kính viễn vọng vẫn dùng để nhìn ra biển, theo dõi những chiếc tàu chạy ngoài đó. Nhưng đáng lẽ chiếu thẳng ra biển, tôi lại quay sang phía con đường.
mà sớm muộn chiếc xe cũng quay về. Tôi bảo Lydia, em hãy nhìn vào kính viễn vọng này, sự tò mò của em sẽ được thỏa mãn. Lydia nhìn vào, nhưng đâu có thấy gì ngoài con đường trắng xóa, bởi vì chưa có một chiếc xe nào hiện ra cả. Thế rồi, đến lượt tôi ghé mắt vào ống nhòm. Tôi dùng cái giọng của cụ Vitali khi quảng cáo tiết mục mà nói với em. Thế nào? Em không thấy gì qua ống kính này ư? Ồ, quả là kỳ diệu, qua ống kính, anh thấy mình vượt biển sang tận đất Pháp. Này đây, một ngôi nhà duyên dáng ở quanh vùng xô, một ông già tóc bạc đương dục, hai người đàn bà đứng bên. Nhanh lên nào, kẻo lại chậm tàu. Và như thế thì tôi lại không sang nước, anh để kịp dự lễ rửa tội cho cháu ngoại tôi đây. Này cô Catherine, nhanh lên một chút, tôi van cô, từ 10 năm nay ở chung trong nhà, bao giờ cô cũng dành dàng. Thế nào? Còn muốn gì? Agnes. Đấy đấy, lại cái có nương sen đậm rồi. Vừa rồi, bố trách móc cô Catherine hoàn toàn là thân tình đấy chứ. Có lẽ nào, bố lại không hiểu được rằng cô Catherine là cô em gái tốt nhất trong các cô em gái trên đời, cũng như con. Agnes ơi, con là đứa con gái tốt nhất. Trước khi ra đi, ông lại căn dặn những người ở nhà trông nom các cây hoa trong khi ông vắng mặt. Chớ quên rằng, chính tôi đã làm vườn trồng hoa, tôi đánh giá đúng công việc đấy. Tôi chuyển kính viễn vọng như tuồn lại nhìn qua một hướng khác. Giờ đây, tôi lại thấy một chiếc tàu thủy, một chiếc tàu lớn từ quần đảo Anti trở về và đương tiến vào cảng Le Havre. Trên tàu có một chàng thanh niên trở về sau một chuyến đi khảo sát thực vật ở miền sông Amazon. Người ta nói chàng ta đưa về cả một loạt những cây cỏ châu Âu chưa từng biết. Giai đoạn đầu của cuộc khảo sát ấy rất là kỳ thú và đã được thuật lại trên báo chí. Tên chàng ta, Benjamin Akan, đã nổi tiếng rồi. Chàng ta chỉ còn một mối lo, không hiểu mình đến Le Havre có kịp đáp tàu đi suốt tem tơn để cùng gia đình đến lâu đài Milligan không. Kính viễn vọng của tôi kỳ diệu đến nỗi, nó theo sát chàng ta và kìa, chàng đã kịp đáp tàu đi suốt tem tơn và sắp sửa cập bến. Thế rồi, kính viễn vọng lại chuyển qua hướng khác và tôi tiếp tục. Bây giờ thì không phải là chỉ có nhìn thấy, mà tôi còn nghe thấy nữa. Có hai người ngồi trong toa tàu, một già một trẻ. Cụ già nói, chuyến đi này nhất định là bổ ích cho chúng ta. Bổ ích vô cùng, cụ giáo ạ. Này, Alexi thân mến, không những cháu được sum vầy với tất cả gia đình cháu, không những chúng ta sẽ được bắt tay Jamie, vốn không bao giờ quên chúng ta, mà chúng ta lại có dịp xuống thăm những mỏ than ở xứ Gan nữa. Cháu sẽ tiến hành được nhiều chuyện quan sát lý thú và lúc trở về, cháu sẽ có thể góp phần cải tiến được công việc ở La Terrie, như vậy lại tăng thêm uy tín cháu ở đó. Địa vị của cháu ở mỏ, cháu đã đạt được bằng việc làm của cháu. Về phần bác sẽ mang về những mẫu đá, góp thêm vào bộ sưu tầm của bác mà thành phố Vác Sơ đã vui lòng nhận tặng. Thật là không may là chú gác ba lại không đến được. Tôi đương định nói nữa, nhưng Lydia đã lại đứng cạnh tôi. Em ôm chặt lấy đầu tôi mà vuốt ve, khiến tôi không còn nói gì được nữa. Em nói, giọng run run vì cảm động. Ô, một sự bất ngờ em dịu quá. Không phải cảm ơn anh đâu, mà chính người phải cảm ơn là mẹ. Mẹ đã muốn được họp mặt tất cả những người nào ăn ở tốt với đứa con bơ vơ của mẹ. Nếu em không bưng miệng anh lại, thì em còn được biết rằng chúng ta còn chờ đợi cả anh chàng bóp tốt bụng đã trở thành người hề nổi tiếng nhất nước Anh. Cùng với người anh của anh ấy, anh này vẫn chỉ huy con tàu Nhật thực. Có tiếng một chiếc xe lăn trên đường vang tới chúng tôi, rồi ngay sau đó lại một chiếc nữa. Chúng tôi chạy lại cửa sổ và Ly Dơ nhận ra trong xe có bố em, cô Catherine, chị Eugenet, các anh Alexi và Benjamin. Bên cạnh Alexi có một cụ già đầu bạc phơ, lưng còng, đó là cụ giáo. Ở đầu kia, một chiếc xe không mui chạy đến, trong đó, Marcia và Christina đang đưa tay vẫy chúng tôi. Rồi sau chiếc xe đó, lại một chiếc nữa, do chính anh Bob đánh xe. Anh Bob có đầy đủ dáng điệu một khách thượng lưu, còn ông anh của anh vẫn là cái người thủy thủ rất hắc, ngày xưa đã đổ chúng tôi lên bộ ở một xi nhi. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang để đón chào khách từ dưới thềm nhà. Mọi người đoàn tụ chung quanh bàn tiệc và dĩ nhiên là chúng tôi nhắc chuyện dĩ vãng. Marcia nói, hôm trước đây, ở Ba Đơ, tôi có thấy trong sòng bạc một nhà quý tộc, răng trắng nhẫn và nhọn hoắt, cứ mỉm cười luôn, mặc dầu bị thua hoài.
Ông ta không nhớ ra tôi và tôi đã hân hạnh được ông ta xin một đồng phờ lo ranh để đặt vào một cửa ăn chắc. Coi như là hùng vốn để đánh mà. Quả là không may cho ông ta, ông Yemili gân thua tiếng bạc ấy. Mẹ tôi bảo, anh Marchi, thân mến, sao anh lại nói chuyện ấy trước mặt Jamie? Nó rất có thể gửi tiền giúp đỡ ông chú nó đấy. Hẳn là thế đấy, mẹ yêu quý ạ. Vậy thì hắn đền tội bằng cách nào? Đền tội ở chỗ chú con xưa nay ruồng bỏ tất cả, chỉ để chạy theo tiền tài. Bây giờ phải sống nhờ vào những kẻ mà ông ta đã hành hạ và muốn cho chết đi. Anh Bob nói thêm, tôi cũng được biết tình hình bọn đồng lõa của hắn. Tên Đơ Rít Cơn ghê tởm ấy à? Không phải tin về Đơ Rít Cơn, tên này thì vẫn còn bị đầy nơi đảo xa, nhưng mà là tin của gia đình Đơ Rít Cơn. Con mụ Đơ Rít Cơn bị chết cháy, một hôm mụ ta nằm vào đống lửa mà cứ ngỡ là nằm gục trên bàn. Còn hai thằng A Lơn và Nét mới đây lại bị bắt và bị phạt án đầy. Chúng đó theo chân cha chúng. Thế còn Két? Con bé Két chăm sóc ông đó hiện còn sống. Hai ông cháu vẫn ở tại sân sư tử đỏ, lão cũng có tiền, họ sống không đến nỗi khổ. Marchie A vừa cười vừa nói, nếu cô bé mà kém chịu rét thì cũng đáng thương thật. Lão già không ưa cho ai lại gần lò sưởi của lão đâu. Mỗi người đều có góp phần để phục hồi dĩ vãng. Chẳng phải là tất cả chúng tôi đều có những kỷ niệm chung, ngồi nhắc lại với nhau thì rất lý thú hay sao? Đó là sợi dây liên lạc giữa mọi người hôm nay. Tàn tiệc, Marchie A lại gần tôi, kéo tôi đến một cửa sổ nói, mình nảy ra một ý kiến. Chúng mình đã bao nhiêu lần đánh đàn vì khách qua đường thì cũng phải có một lần đánh đàn cho người thân nghe với chứ. Thế đối với cậu không có thú vui gì mà thiếu âm nhạc được hay sao? Ở đâu, bao giờ và dù thế nào cũng mặc âm nhạc cái đã. Cậu có nhớ con bò sữa của chúng mình kinh sợ cái âm nhạc của cậu thế nào không? Cậu sẵn lòng hát bài dân ca thành Náp Lơ chứ? Sẵn lòng lắm, bởi vì chính nó đã làm cho ly dơ hết căm. Thế là chúng tôi đi lấy nhạc cụ. Marchie dở một cái hộp lót nhung rất đẹp, lấy ra một cây vĩ cầm cũ kỹ, đáng giá 2 phờ răng nếu đem đi bán. Tôi thì rút trong bao đàn một cây thụ cầm mà mặt gỗ đã trở lại với màu sắc thiên nhiên vì gội nhiều mưa gió. Mọi người xúm xít quanh chúng tôi. Lúc ấy một con chó đi đến. Con Cabi quý hóa đã già lắm rồi. Nó điếc tai nhưng mắt vẫn trông rõ. Nằm trên gối nệm, nó nhận ra cây đàn quen thuộc, cho nên nó đi khập khiễng đến đây để diễn trò. Nó ngoạm một cái đĩa. Nó định đứng trên hai chân sau để diễu qua một vòng trước chư vị khán giả, nhưng nó không đủ sức. Nó bèn ngồi xuống, đặt một chân vào trước ngực, trịnh trọng chào. Xong bài hát của chúng tôi, Cabi gắng gượng đứng lên đi thu tiền. Mỗi người bỏ phần của mình vào đĩa, và con chó khôn xiết sung sướng về khoản thu nhập mang đến cho tôi. Đây là khoản thu lớn nhất trong đời làm trò của nó. Chỉ toàn những đồng vàng và đồng bạc, cộng lại được đến 170 phờ răng. Tôi hôn trên mõm chú Cabi như xưa kia, lúc chú đến an ủi tôi. Việc ôn lại những ngày cơ hàng thuở bé này gợi cho tôi một ý kiến. Tôi nói, món tiền này sẽ là món đóng góp đầu tiên để thiết lập một quán trọ và nhà cứu tế cho những trẻ đàn rong. Mẹ tôi và tôi sẽ bỏ nốt ra cho đủ. Marchie A hôn tay mẹ tôi nói, thưa bác yêu quý, cháu xin góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc từ thiện đó của bác. Nếu bác vui lòng nhận thì khoản thu trong đêm hợp tấu đầu tiên của cháu tại London, cháu sẽ bỏ thêm vào cái món thu của chú Cabi. Bản viết của tôi còn thừa lại một trang giấy. Đó là trang dành để chép bài hát thành Náp Lơ. Marchie A giỏi nhạc hơn tôi, được giao cho ghi chép bài hát ấy. Bài hát như sau. Đóng chặt cửa, sao chủ lầu ác vậy? Kiến bao phen, ta nhìn cửa thở dài. Người ngọc có hay, miệng nhắc tên ai? Trái tim ta cháy bừng như nến thắp. Tôi muốn mình hóa thân thành tuyết trắng. Tuyết lạnh lùng, nhưng cứ lấy tự do. Còn tình nàng lại nghiệt ngã thờ ơ. Chẳng xúc động, dù thấy tôi héo hắt. Tôi ước được thành chàng trai bán nước, để lang thang tìm cách lọt lầu cao. Tay xách ấm sành, miệng cất tiếng rao. Hỡi người đẹp, mời nàng mua nước uống. Và mỹ nhân từ lầu cao ngó xuống, hỏi, ai người bán nước dạo dưới kia? Tôi ngước lên, giọng da diết não nề. Lệ tình tôi đấy, chứ phải nào nước đâu.